Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Radio Công giáo Truyền thông tin yêu. Mời quý vị và anh chị em đăng ký kênh Radio Công giáo để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Quang Hải xin kính chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị, 2 năm sau vụ ám sát vào ngày 23 tháng 12 năm 1983, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đích thân vào phòng giam thăm tên khủng bố Ali Aka, nói chuyện với y và nhắc là ngài đã tha thứ cho y. Đức Hồng Y tường thuật lại trong cuộc gặp gỡ và nói chuyện này tại nhà tù. Ali Aka chỉ lặp đi lặp lại với Đức Thánh Cha một câu hỏi duy nhất: tại sao ngài lại không chết? Tôi biết chắc chắn là tôi đã nhắm rất trúng đích. Tôi không biết rằng phát đạn tôi bắn ra có hiệu quả tàn phá và gây tử thương một cách chắc chắn. Nhưng tại sao ngài lại không bị tử thương? Về phần Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã hoàn toàn xác tín rằng chính nhờ bàn tay hiền mẫu của Đức Mẹ Fatima che chở nên ngài mới có thể thoát chết một cách lạ lùng như thế. Bởi vì ngày ngài bị ám sát tại Roma ngày 13 tháng 5 năm 1981 cũng chính là ngày Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ em chăn chiên năm xưa tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917. Hơn nữa, theo Đức Gioan Phaolô đệ nhị thì vị giám mục mặc áo trắng phải chịu đau khổ nhiều mà Đức Mẹ đã cho ba trẻ trông thấy trong một thị kiến hiện ra với ba trẻ tại Fatima chính là ngài. Do đó, đúng một năm sau vụ ám sát năm 1982, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đích thân đi hành hương Fatima để tạ ơn cứu sống của Đức Mẹ, và trong dịp này ngài cũng mang theo một trong các đầu đạn mà Mehmet Ali Aka đã bắn vào ngài để dâng kính Đức Mẹ. Và kỳ một sự lạ lùng đã làm chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị và tất cả những người chứng kiến không khỏi sửng sốt và kinh ngạc là đầu viên đạn mà ngài mang theo kia khi được gắn vào một lỗ hổng duy nhất còn sót lại ở Mão Triều Thiên trên đầu tượng Đức Mẹ Fatima mà các đoàn thể phụ nữ Bồ Đào Nha đã dâng cúng cho Đức Mẹ vào năm 1946 thì hoàn toàn vừa vặn, như thể người ta đã cố ý làm cái lỗ hổng đó sẵn cho viên đạn vậy. Và đây là bức ảnh mới được công bố gần đây cho thấy sự can thiệp nhiệm màu của Đức Mẹ Maria vào ngày Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị bị ám sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Chúng ta không hiểu tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã muốn cất giấu tấm hình chụp này trong nhiều năm. Vatican đã vừa mới công bố tấm hình chụp này lần đầu tiên. Tấm hình được một vệ sĩ của người chụp ngay chính lúc Đức Thánh Cha bị tấn công và đang ngã xuống trong chiếc xe đặc chế của người. Các bạn có thể nhìn thấy đau đớn hiện trên mặt người. Một phát ngôn viên tòa thánh vào thời gian đó đã tuyên bố người ta mất nhiều năm để nghiên cứu tấm hình chụp khó tin này, và tất nhiên là về chất lượng rửa hình, vì khi được chuẩn bị kỹ càng, không ai có thể nhìn rõ ràng bởi vì tấm hình không sáng sủa. Cuối cùng, sau nhiều kiểm duyệt và tìm tòi, dưới sự kiểm soát của các chuyên gia nhiếp ảnh trên thế giới, họ đã quyết định không hề có giả mạo thuộc thuật nhiếp ảnh, và ngày nay họ cho chúng ta món quà đẹp đẽ này về Mẹ Thiên Chúa. Bài viết do Linh Mục Nguyễn Hữu Thi dịch.